cả nhà nha. Cây này bị chết anh em ạ, cây thông. Tiếc thế, cây to này mà chết mất chứ. Cây thông này là bà con trồng, chứ khu mình ở này là đuổi thông hết này các bạn ạ. Trước khi anh em chỗ mình ở này là trước là đuổi thông hết sạch hành xanh. Bây giờ thì mọi người hãy đợt là cho khai thác kêu giờ bà con trồng hết cà phê. Giờ là bắt đầu trồng cái cây gì đây, xoan đào à anh? Anh em mình trời cũng đã sắp tối anh em ạ, hoàng hôn này các bạn ạ. Rồi anh em mình lại nghỉ ở đây ngồi tâm sự cất cơn này thôi. Lâu lắm rồi anh em mình không lên cái cảnh kiểu này luôn. Đấy, thấy chưa? Giống như cái mô gì ấy, giống như kiểu đuôi đấy, hai cái hai không này. cái này giống như kiểu hai bờ mông nằm người nằm úp thôi. Ờ đấy, nhờ nằm ngửa á. Ngửa chứ nó đúng hơn mà úp cũng đúng đúng không? Cái chỗ bụi chuối kia chú tưởng tượng đấy chú Vinh. Nó còn hình tam giác à? Ờ đấy, sợ nhỉ. Anh em xem cam chắc không thấy đâu nhỉ. Không, không cam zoom ra được đâu, không zoom được xa lắm. À, iPhone thì nó dễ nhìn hơn máy này. Ngồi đây ngắm nương ao của anh em mình cho các bạn ạ. Nhìn trên cao nhìn xuống. View triệu đô chứ. Anh đồng cò nóng lánh trên thao. Nhìn ở chỗ kia anh em đang phát bên kia khói ác nhờ, cái máy kia khói cả nương kia luôn chứ. Đâu, máy nào? Giờ máy nhà chú Hơn nè. Anh em mình chỉ anh em thì biết các bạn, bởi vì cái máy này nó không nhìn thấy. Ở đây ở khu này ngày xưa anh em ạ, nên mình chỉ cho anh em nhé. Từ ngày xưa này nó kia là một cái hố bom, kia là một cái hố bom này. Với giờ ở nương nhà mình kia cũng có ba cái hố bom. Và ngày xưa các cụ kể lại là ở khu này, chỗ này, quả dưới này. Nó quả xịt chưa nổ. Chưa nổ với một quả trên kia nhỉ. Chưa nổ. Quả trên này nữa. Ừ, một quả trên này chưa nổ anh ạ. Hai quả. Đúng đường mình luôn. Đúng là nằm. Ngày xưa nó có đường đi đây này nhưng mà đường đất ném bom để phá đường. Bây giờ có ở khu mình có tầm hai quả chưa nổ nhưng mà không biết ở chỗ nào. Mình với anh khụt đi săn trâu ấy. Khanh được một nửa quả nhờ. Khanh nửa quả mà yến mà cân lên được 50 cân cơ mà. Nhưng mà để nhà thách khụt không biết ai mất, trộm. Ai trộm mất. 50 cân cũng hay khủng. Hồi đấy thì nhận lắm tiền đấy. Mảnh bom thì phần đáy được là phần đáy đít, phần đít của nó. Nó nặng mà. Nặng lắm. Hai người khinh ghê, với anh khụt. Anh khụt còn trẻ nên mình già rồi, anh khụt còn không nổi. Hồi đấy cách đây phải tầm hơn chục năm rồi. Chắc là bây giờ mà làm dao thì đỉnh đấy nhỉ.
Hơn chứ. Hơn chứ. Năm yến mà. Năm yến chắc phải. Nó nửa quả kia trăm, mà. Trăm cái. Trăm con dao. Trăm con dao mèo ấy. Mình khụt khiêng về. Từ nhà khụt không biết cái lấy. Mất tiếc thật. Được xuống anh khụt đi. Chứ cỏ ấy. Chết lên xì. Khụt phun mà. Anh em mình đang đợi chú Dũng với em Thơm nữa. Chú Dũng với em Thơm đang làm nương ở bên này anh ạ. Em Thơm đang tận quả đồi nhà Thơm em ấy, còn chú Dũng thì đang ở sau cái quả đồi anh em mình ví von là núi đôi kìa. mỗi người một chỗ. Đúng rồi. Kinh nhờ đám cưới ở khu bên kia anh em còn nghe họ nhảy u chứ. Nhảy đấy, cái đấy. Nhảy u ác thật. Thì ác đấy. Nhà nó đỏ kìa. Đấy, nhà đỏ chót đấy. Ừ. Nhưng mà nhà bên cạnh kia có cái giám xanh này. Nhà đỏ kia cũng nhìn đẹp, nổi phết nhờ. Có khi lên nhà mới đấy. Lên nhà sàn đấy nhỉ. Mình lâu lắm mình không được nhảy kìa. Kia chắc là nhà mới rồi. Khả năng lên. Gần Tết, sắp Tết thì mới cưới thôi. Đến mùa màng mới cưới. Cây thông thì sao nó chết nó ấy nhỉ? Chả hiểu sao nó chết đấy. Họ không làm gì nữa đâu. Thử nó chết, cây này to phết rồi đấy. Loại này là hay chết lắm. Loại này nó lại loại khác, lớn rồi. Rất là nhanh đúng không? Ừ. Nhanh. Nó là loại này là mềm hơn. Ừ. Mềm hơn so với cái loại kia lá. Loại này là gỗ. À, loại này là khác nhỉ? Loại kia khác. Gỗ nó màu đỏ. Cái này củi thì đỉnh của cây thông này khói lắm anh ạ. Má vĩ mà. Mình trồng cái cây thông là mình trồng từ năm 2003 sao hay? Có phải nhỉ? 2007 hay là 8 ấy. Cái nương sạt lở ở đường kia là nương của ai nhỉ? Nương của ông Hiếm à? Không, ở trên kia. Ở gần chỗ nương ông Hiếm lên đây, chỗ cái rừng của ông Khụt đây. Của ông Phiện đây. À, ông Sát à? Trên đấy, ở trên đường ấy, ở trên Tà Ly ấy. À, ông Cấp à? Không phải ông Cấp đang ngón kia đâu đúng không? À, Cấp thường. Treo ấy. Cây mắc khén này. Đây có vẻ chủ nương của họ không thích cho nó lên chặt sừ gốc của anh em ạ. Cây ở dưới kia là cây ấy à. Cây xoan. Xoan đào. Ừ, cây xoan. Tí mình ghém thịt ăn chứ nhỉ. Thì mình ăn được mà tí mình ghém ăn thật. Ai xa, chú Dũng lại chuẩn bị đổ nước vào em... đây để uống đi chú. Đổ nước vào em diêm men. Cái này nước đây còn một bom nữa. Nước thoải mái. Nó mau về đi. Thoải mái nè. Đấy, mình có làm canh rồi đó mà. Nướng khung rồi mà. À, cái này phải cho lót vào. Không, nó, nước nó... À, quên đất nó chui vào ấy. Nó không lên đâu. Nó vị nó tan rồi nhỉ. Dế mùa này nó không phải dế mùa gì đâu. Không biết được đâu, chắc vấn ra đấy. Lót lá vào. Thủ lót lá chuối kìa. Cái khem ấy, nó sâu lắm luôn. Mùa này sâu lắm ạ. Thử xem con ra có ra không anh em. Mùa này nó làm nhiều lỗ. Ờ, nó khi nó có lỗ thoát hiểm ấy nhỉ. Nước có vào đến nó đâu. Để bà con. Có cái hiện tượng lan tăn ấy. Lên rồi sao ấy? Đây rồi. Ui. Già rồi. Già rồi. Ăn rồi bác Khánh ạ. À. Ăn rồi. Mít cả nói này. À nhưng mà động với nó sợ nó tích ra nữa. À đây. Nước ăn luôn đi. Đấy. Nó cười ác bác Khánh ạ. Cái kia ở đâu vậy? Sao rồi? Đi.
nó lên một phát là dao kia có một tí nước được luôn nhở. Như tôi từ từ lên đây rồi đấy. Củi đỉnh này. Khánh cái. Mình vừa tặng bác Khánh này. Chết vào rồi đấy. Chịu chết à? Đây rồi, thôi đúng rồi. Không thấy luôn đấy. Nó chịu chết thật đấy. Không 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 rồi đấy. Đây này, đây này. Dâu của nó kìa, thấy chưa? Thấy dâu của nó mà không được nhỉ? À, sai lỗ. Nó giỏi nhỉ. Chắc tí phần nó phải ra thôi. Lại đổ nước vào thôi. Thấy không? Gặp nó. Như gặp phải sao? Có rồi. Đào ra như thế là khó rồi chúng ạ. Nó biết rồi nó không ra đâu. Nó thấy mình nó vào luôn từ cái lúc đấy nó còn không ra ấy. Lúc đấy nó bảo là thà chết ngạt còn hơn là chết bị ăn ấy. Chết để cho người ta ăn ấy đúng không? Chết mình còn hơn sống nhục ấy. Nó thích thể hiện rồi con này. Đây, bắt đầu sủi tăm lên rồi, xem nó lên rồi đấy. Nó lên rồi đấy, nhìn nó lên rồi đấy chú ơi. Lên rồi đấy. Này này. Thấy chưa? Quay lên cuồng chú to con. Sẵn nó ngọi chi thì nó xuyên bụng chi thế rồi. Nó vào các bộ chi. Nó có gia vị như hao lên. Nó có gia vị và đúng nguyên bản. Mình ăn với cơm mà em thơm. Qua chít chè con. Phải không ướt một khén đâu ăn sao đâu. Hú mẹ đi đó. Ra chưa? Có ăn ơi. Nhanh. Lạt gì cái này? Gầy lắm. Đấy, gầy nhỉ, mùa này nướng luôn đi, nướng luôn đi. Nướng mọi đi. Có một con thôi nhỉ. Được rồi. Chín rồi nha anh em nhá, diễn men của mình. Mời anh em nhá, đây này. Đây anh em ạ. Chú Dũng có ăn được không? Không ăn được đâu đúng không? Thế thì cảm ơn chú Dũng nha anh em nhá. Mình chỉ mong mấy câu đấy của chú Dũng anh em ạ. Mời anh em nhá. Điện đó. Con này gầy lắm anh em ạ. Dạ em hoa quả sơn vào. Ngon. Khói quá. Lại một tổ ong nữa anh em ạ, đây này anh em ạ. Này, ong tẻ áo nè. Giờ là mình sẽ đi nướng. Nướng xong rồi thì lại ăn. Ủa mà nó. Không bố sẽ. Ong này nướng qua thôi anh em ạ. Mời anh em nha. Mời anh em. Sữa anh em ạ. Để phần anh em với nhau ăn một. Quá căng. Lợi nhé. Như kiểu pình tộp với bác Khánh ạ. Như kiểu cá pình tộp nhỉ.
có mà. À phải có mớ. À có lấy cái ong kia không em Thơm? Hả? Có lấy cái ong kia vào tay không? Chưa dính mấy sao anh em ạ. Rồi, xôi của anh em mình đây các bạn ơi. Tay của em Thơm dính quá nhỉ. Không, tại cầm cái cầm cái thịt chim ghê sao ấy. Chưa phải nhấn một tí em Thơm ạ. Phải lấy cái gì đập đi. Hay là lấy dao đập nó đi. Này. Tay của ai thế thôi, mình cầm bùn rồi. Đâu để mình chiến ra xem nào, chú Dũng cầm đi. Để mình làm thay xem nào. Cầm như kiểu bánh papa ấy. Chưa được, nó phải dính một tí nữa. Này phải có cái gì đập, không dính được đâu. Rồi, sắp được rồi anh em ạ. Xui. Sắp được rồi, chú Dũng, bác Vinh ạ, bác Khánh ạ. Ôi, thử mỗi mì tí đã nhá. Ôi dồi, nhưng mà hơi dính anh em ạ này. Ý, mời tất cả anh em nhá, cắt cơn em xui. Ôi, nó to bằng cái ba cái mặt của mình luôn này. Ý, mời anh em, thử mỗi mì tí đã, chiên em xui, lên. Thế nào em Thơm? Hơi nhạt. Chờ muối mì vào, lấy chạm chém vào đi. Muối mì hơi nhạt anh em ạ. Lấy chạm chém vào. Đấy. Cho sợ chạm chém vào. Hay lấy. Được. Dưới đó. Qua cái gần đẩy ra. Chóp cái mấy này. Dính lắm à? Dính lắm, bác Vĩ ạ. Thay em Thơm, tay em Thơm dính quá. Em Thơm đây này. Ừ. Tay thon vào đi. Tay cầm bút vào ừ. Tay cầm bút vào dính ấy, thì chịu. Em phải cho ướt. Úi giời. Ai da. À, cú đấm. À. Vị thần sức mạnh. Cú đấm thép. Tay kia được. Tay kia tự ác nha. Úi. Kiếm. Úi. Tay cầm bút có khác không dính tí nào. Tay mình sao dính thế không biết. Tay thời mà. Tay thời đâu mà. Thế chứ. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Theo giờ dính đất đấy nhá. Ui dồi. Căng nhờ. Ok anh em ạ. Được rồi nhờ. Ok rồi. Ok rồi. À, nướng rồi. Cái quả đấy nó... Thôi thử cắt cơn em thôi thế nào. Lên muối mì đi. Khổ rừng lắm này. Muối mì hơi nhạt. Nhạt nhờ. Khánh chôn đấy. Cầm chéo kia cho anh em. Ngồi đấy á. Tưới ớt vào. Được rồi. Ăn với mùi hẳn hoay. Không thì ghém mất khén mới ăn ấy. Cho được. Lên lò nướng đi được rồi. Ông này mạnh tay hơn mình. Ừ. Nó còn mạnh 9 đấy. Lên mạnh 9 rồi. Ok. Ăn tối. Đây mặt trời thì xuống núi hết rồi. Hiện tại là bây giờ là 6 giờ. Hơn rồi 7 giờ rồi anh em ạ. Đâu, 6 giờ đúng 6 giờ thôi. Trời bây giờ tối nhanh ra rồi. Đấy, nhè. Dí kiệu mâm. Xôi nướng của anh em mình đây. Cường anh em nhá. Tối qua nhỉ. À lên thôi. Lên xa đấy. Lên sàn đi. Cầm ít ra lên rồi bác anh. Ra lên nhà tí đâu. Ôi. Ôi xời. Ăn ở đây đi. Xôi hao nó có mì phở. Hơi tối anh em ạ, tối quá anh em ạ. Rồi. Tối nhanh nhỉ, 6 giờ tối rồi. Sáng anh em mình phải làm. Làm vừa tí nhỉ, bác Khánh nhỉ. Ở đâu cũng có ma xó ma rừng. Phải làm hết mà. Hello. Đây. Phương phức anh em ạ. Đây trong lòng, trong lõi của nó. À hết cả con kia đi. Đúng hả? Rồi, cầm cả con. À thế thì được. Ừ. Ok. Cầm cả bát tầm chéo đi. Rồi, mời tất cả mọi người mình em nhá. Chiên em. Thịt lên.
Nhìn vào máy quay tí chứ bác Khánh, nhìn đây ai thấy gì đâu. Đâu muốn cho anh em mình thôi. Mười anh em mình thôi đúng không? Quá ngon. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời không? Tuyệt vời. Lên đi. Tụi Vĩnh. Hay, lên. Đông đủ ấy. Anh em chiến đi. Chiến đi. Chiến đi. Rồi. Rồi, mời anh em nhá. Cứ chịu khó đi rừng là có ăn anh em ạ. Mùa này di cư. Rồi, mời cả nhà nhá. Rồi. Chiến ơi, chiến em nó. Ở nhà không nó chắc không có ăn nè. Sôi khô vào đúng không? Ngọt nước lắm ấy. Sôi vào. Nhé mà ngon luôn. Mời em thơm lên đi. Đấy, mời hàng ác. Ý anh em ạ. Béo ngậy luôn anh em nhá. Múp luôn. Ý. Rồi, đúng là lạc sản núi rừng. Mời tất cả anh em nhá. Tây Bắc mà. Ôi giời, lạc sản núi rừng anh em ạ. Kiệt lâu lắm rồi không gặp sôi to. Hay đấy, em đều làm thế hay đấy. Dâm lên đi. Ôi, nó phải bê to vào. Cứ to là sướng anh em ạ. To là nó sướng. Ôi. À chú xuống này là thơm luôn đúng không? Đấy anh em ạ. Bê đi. Bê thơm. Ôi. Chim nướng. Của anh em mình mời tất cả anh em cắt côn. Lên. Chiến em nó, chiến em chim lên. Lên nào. Xuống chưa? Ngập cái mồm chưa? Ngon. Xuống chưa? Ủa. Nha. Quá ngọt nước anh em ạ. Này thì này. À mời anh em nhá. Này. Càng thật. Quá khét. Ê mà quá rồi. Quá bùi. Ôi. Ăn đi anh em chết đấy. Ăn nó xuống thật anh em. Nhưng gia vị của nó ngon tuyệt vời. Mà khen mới ấy. Kiểu xôi ấy ngon nhỉ. Vừa ăn trên xôi nướng nữa. Lại ngắm được cả bóng đèn thành phố Sơn La. Đúng không? Rực sáng luôn cả thành phố anh em ạ. Tuyệt vời. Tối là ăn đẹp ạ. Gia vị của con chim này anh em cho cái đấy vào ăn như kiểu cá bình tộp ấy. Cho húng. Cho húng chó vào. Quá ngon đúng không? Có đèn đúng không? Được. Anh em chết không? Chết đi. Quả to ấy. Tìm thương tăng cả phẳng. Bật lên hết đi. Mình cũng có điện thoại mà. Đấy. Đấy. Hay chưa? Đấy. Hay lắm. Đấy. Ăn của mình nữa rồi. Hay chưa? Ăn hơn cả cái homestay ngoài trời. Một cái úp lắm rồi, chú ạ. Đấy. Đấy. Đấy, đấy. Mời là sư Thảo Tây Bắc. Lại nữa. Thảo Tây Bắc Vĩnh Bảo hay lắm. Thảo Tây Bắc à? Thảo Tây Bắc. Thế mình là Vĩnh Đông Bắc à? Sao? Phương Bắc, Vĩnh Phương Bắc. Nam Bắc. Rồi. Đây, đây. Gia vị của nó này. Lòng. Thơm dữ. Ăn lòng nó anh em ạ. Lòng rồi. Ngon. Rồi. Mùi sâu lắm. Lòng đấy. Mùi mấy con sâu? Con. Thưa Minh. Ngứa. Mùi mấy con sâu? 3 con hay 4 con? Con này chắc là không đếm được. Nếu 3 con sâu kia thì nguy hiểm lắm. Chắc nó nghiền nhiều lắm. Con nhặt cái quả xôi của mình toác. Nói ăn lá rừng vào đây. 3 con sâu á? 3 con sâu kia nghe quen quen nhỉ? Quen nào. Ngại xương của nó giòn. Ngon thật. Ngọt nhỉ. Giống nhỉ, lắm anh em ạ. Anh cái này mình sẽ bảo vợ là hôm nay bác bụng ốm. Chồng ốm rồi vợ ấy bà thế. Béo. Không đói cơm gì bà thế. Về nhà ngủ luôn, không tắm gì. Bác không tắm gì à? Không tắm gì không? Bởi vì mình no là mình ngại lắm. Người nhà ốm à? Người nhà chắc là đang đợi cơm nhỉ. Thế đi chơi rừng với không tắm thì giống chú anh ngày xưa nhỉ? Giống chú anh ngày xưa thế đúng không? Thì sợ thôi. Chỉ sợ à, đưa đi viện thì lại phí ra. Con to to ấy. Đâu cả đàn to. Ủa đàn to ác này. Hai đàn luôn. Con này to lắm, con xíu mà. Quắc quắc. Xíu quắc quắc anh em ạ. Con này một sáp. Con này toàn xuống ban đêm đúng không? À, 50 con ấy. Hơn nữa. Con này phải 100 ấy nhỉ. 100 con thân ấy nhỉ. Chắc là lên xuống ao cụt đấy.
cũng đàn vịt kia đấy. Tí xuống ruộng mà. Đấy. Không, mùa này thì nó có cái số xuống này. Ngon phải ngon. Chưa gặt mà là nó xuống kiểu gì. Đây. Xuống những bụi lúa. Xuống bụi áo. Thôi giờ anh em mình cũng xin phép được kết thúc video của anh em tại đây nhé các bạn nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm theo dõi và ủng hộ anh em mình nhá. Chào anh em. Chào anh em. Hơn tối anh em ạ. Tối rồi.